Florida. Ngọc Ánh xin kính chào các bạn đang tới thăm kênh của Ngọc Ánh. Kênh Ngọc Ánh Kho chia sẻ cuộc sống Mỹ và những kinh nghiệm làm giàu thành công mà Ngọc Ánh học hỏi được sau hơn 30 năm sinh sống tại nước Mỹ. Hôm nay Ngọc Ánh muốn chia sẻ với các bạn những gì Ngọc Ánh hiểu biết về câu chuyện xe cũ. Xe cũ ở đâu mà có, và có nhiều loại xe cũ. Đầu tiên mình phải nói, mình chia sẻ các bạn xe cũ ở đâu mà có. Những bạn nào ở Việt Mỹ hoặc là Việt Nam mà tình hình tài chính hơi khó khăn thì cũng suy nghĩ là bây giờ mình mua xe cũ, xe khi nào có tiền mua xe mới phải tính sao. Xe cũ có hai loại xe cũ. Xe cũ dựng 2 năm, 3 năm, 4 năm, hoặc là xe cũ từ 6, 7 năm, 10 năm. Thì một cái xe mới khoảng chừng ví dụ cho hàng 30.000 đô thì chạy nó chừng 5 năm thì nó xuống cũng là 20.000 đô, 15.000 đô, tùy theo cái loại xe gì. Có nhiều loại xe giữ giá cao hơn, có nhiều loại xe thì mất giá cao hơn. Còn xe chạy khoảng chừng 10 năm, 12 năm thì nó xuống còn có 1-2.000, 3.000 đô thôi, tùy theo cái cây số thì sẽ chạy được bao nhiêu mai trên cái cây số. Nó xe cũ đâu mà có. Đầu tiên khi cái xe mới ra thì là những người mà professional như là doctor, bác sĩ, kỹ sư, kiến trúc á, thì họ không mua, họ mướn cái hợp đồng 2 năm kêu là lease. Họ mướn thì mỗi cái đại lý nào cũng có kêu là leasing fleet, là cái đoàn xe mướn, đã cho mướn rồi thì họ tính toán sau khi 2 năm mướn rồi xe nó cũng vừa xuống giá cỡ đó, người ta trả lại thì người ta bằng lòng trả một khoảng 10.000 đô hay là hơn tùy theo xe loại xe để họ được chạy xe mới. Như vậy á thì cứ mỗi năm á, thì cứ hai năm thì họ chạy xe mới, đời mới ra nhiều cái hay hơn, nhiều cái tốt hơn. Vì như đời xe bây giờ đó là có nhiều xe là ra là nó có tự cái điều chỉnh bởi computer. Nó sẽ đậu xe dùm cho bạn, nó sẽ ngừng cho bạn nếu mà cái xe các bạn, cái người nào tới gần bạn thì bạn không thể mà cán ai được, không thể mà lùi xe từ gara ra rồi cán trúng con mình. Như có nhiều chuyện xảy ra trong những năm vừa qua, tự nó ngừng ở trên xe, trên dọc đường xe đó, nếu mà ai mà nó thấy mà ai có sắp tới tông mình hay là mình sắp tới đụng ai thì nó tránh cái xe mình, nó biết coi hai bên cái bên nào để nó tránh được. Đó là cái gì, cái loại xe mới cũng là 210 đó, cái nào cũng có. Thật ra cái người giàu đó thì họ mướn mà cũng lợi, mướn là cũng lợi như vậy. Nếu mà mướn để đi làm như bác sĩ, luật sư hay là nghề YouTuber chẳng hạn đó, cái mình mướn đó, thì còn cái xe mình đi thì mình được từ cái tiền mướn đó đó, nguyên cái tiền mướn đó đó là mình trừ thuế, vô trừ thuế, bỏ vô trừ thuế ha, tắt thì đắp thì một. Thành ra mấy người nhỏ họ có nhiều tiền nhiều thì không, thì họ đã đầu tư tiền lớn, nguyên cả khối tiền vô trong chỗ khác để có lời. Rồi cái này là họ trả từng tháng từ cái tiền họ mới thu nhập, rồi cuối năm thì họ được trừ thuế. Thành ra như vậy là họ không có lỗ, mà không, họ không phải lo về việc bảo quản, mà không phải lo về việc gì hết ha. Nếu mà xe mà có hơi trục trặc đem tới đại lý thì họ đưa cái xe mới cho đi liền đi thế đó. Thì sau 2 năm đó cái leasing fleet sẽ trở về thì nó thành xe hơi cũ. Những người có chút tiền thì họ mua cái xe hơi cũ là xe 2 năm. Thường thường xe 2 năm thì nó cũng còn, nó còn mới, nó cũng không mất cũ lắm. Năm mình mua bớt được chừng 3-4 ngàn, 5 ngàn ha, cỡ đó 6 ngàn, 7 ngàn, cỡ đó tùy theo loại xe là xe 2 năm. Rồi người ta mua xe 2 năm, họ dỡ đi. Thường họ mua xe 2 năm đi họ giữ lâu. Có khi là họ giữ tới 10 năm hay là có khi họ giữ luôn cho tới mà 16, 7 năm là họ cũ rồi họ cho con cháu hoặc là họ đi gần 10 năm rồi họ có tài chính nhiều, họ muốn mua xe tốt hơn, mới hơn thì họ đem vô trong đại lý họ đổi. Cái đổi xe nó hay như vậy nè bạn. Khi mà bạn mua xe là dùng 30.000, bạn phải đóng thuế trên 30.000. Giờ mình vô cái xe bạn nó còn giá cái gì là 20.000. Giờ bạn đem xe bạn vô, bạn mua xe 30.000 thì bạn chỉ đóng thuế trong cái khoảng 10.000 khác nhau thôi,
Tại vì cái xe này là bạn đóng thuế rồi, nếu bạn đem vô đại lý. Còn nếu bạn bán cho người khác trả tiền cho bạn thì bạn phải đóng thuế. Tại nó gọi là thuế thâu nhập, bạn phải đóng thuế. Có tiểu bang bạn được trừ cái tiền thuế bạn đã bán trước, có tiểu bang không cho trừ. Thì họ đem vô đại lý họ bán, hoặc là họ đăng tin báo họ bán. Xe cũ đem vô đại lý thì đại lý sẽ chỉnh sửa, có sửa lại hết rồi bán, thường thường là họ bảo quản 1 năm. Nếu mà xe mới hơn 5 năm mà 4 năm có chờ bảo quản 2 năm. Rồi mình muốn thì mình mua thêm một cái hành trình bảo quản thêm 1 năm hoặc là 2 năm. Thì khi xe hư họ sẽ sửa chữa. Mà mình biết là nó hư không có hư chỗ nào, tại đại lý đã thâu vô rồi, sửa chữa chỉnh sửa rồi. Đó là xe về fleet. Còn có nhiều người họ mua xe họ trả góp rồi một hai ba năm họ hai vợ chồng, một người mất việc, giờ chạy một chiếc xe thôi, thì họ đem chiếc xe mà họ mua một trong hai chiếc họ bán đi một chiếc, thấy không? Hoặc là có người họ mua xe trả góp rồi họ thất nghiệp, họ không có tiền trả nữa thì họ đem trả lại nhà ngân hàng. Mà nếu mà không đem trả thì nó sẽ cho người tới lấy, kia là repossession, thì đằng nào cũng là khổ, chẳng thể đem trả cho nó thì mình còn kia mình không có bị bad credit á, mình đem trả. Đó là từ xe mới. Bây giờ có nhiều người ở nhà họ có xe rồi, như là gia đình rồi ly dị hay là có người qua đời thì là con cháu nó không có cần cái xe đó thì nó bán. Thì nó bán như vậy đó thì có khi thì nó không có đem đại lý, tại vì đại lý là thường thường đại lý nó mua để đổi xe, có khi đại lý nó cũng mua xe không cũng có ha. Thì họ đăng lên cái báo cuốn sách nó kêu là ô tô trader trên mạng nữa, thì người ta đi coi, người ta đi mua. Có người là chuyên gia nó kiếm tiền đó, thì nó tới nó mua những cái xe đó, nó có tiền mặt, nó trả tiền mặt. Thì ít khi mà người ta có 10.000, 8.000, 9.000 lắm, mấy người Mỹ mà làm chiếc thấp thì người ta cũng ít khi nhiều tiền mặt như vậy thôi. Ít khi cái xe mà 8-9.000 hay là 5.000 có khi người ta cũng không có tiền ta mua, thì phải mấy người chuyên nghiệp á, họ mua rồi họ về sửa lại, rồi họ chỉnh lại, rồi họ thay máy hay làm đủ thứ, rồi kia họ đăng báo mình bán. Mình bị hồi đó mình mới qua Mỹ mình bị cái đó bạn. Mình mua xe là cái anh đó là anh chuyên môn, anh nói ngọt lắm á, mình thằng bạn gái mình chả biết gì, anh nói ngọt lắm. Rồi cái anh bán cho mình cái xe. Thì anh thấy xe đẹp đẽ mà cũng được ha, mà cũng cũ, chừng 2.000 đô mình lấy mình chạy. Chạy đâu được có 15 ngày. Chứ mình đương đậu xe đương ở tiệm ăn. Cái người ta hô lên có xe cháy nè. A car is on fire. A car is on fire. Cái mình ngó cái sổ ra mình coi á, mình thì là cái xe của mình nó bốc khói tùm lum, cái máy đó nó bốc khói lên. Cái quả hồn quá, mình còn sách vở, hồi đó mình còn đi học bên sinh viên đó, mình lấy còn sách vở nè, còn mấy đồ cá nhân trong cốp xe, trong sùng xe đó. Quả mình chạy ra mình mở cốp, mình lấy mấy đồ ra, mình lấy chưa hết thì cứ quả nó tới rồi, cái nó tới cái nó không cho mình tới gần xe, nó coi chừng nổ. Tại xe có thùng xăng này kia, nó cháy thùng xăng chừng nổ, để cho nó xịt thuốc mà chứ nó không cho mình vô. Cái bùng cháy là cái xe mất luôn. Thì bảo hiểm mình mua là hồi đó mình có tiền, mình mua bảo hiểm một chiều thôi thì cái xe đó cũng như bay luôn. Nhưng mà đỡ cái là nó cháy trong khi mình còn ở đây. Nếu mà nó cháy trong khi mình lái xe xa lộ, mình quýnh quá, mình hướng xa này kia đó, là mình ngừng chậm là xe khác nó tông mình. Thành ra mua xe cũ quá cũng có nhiều điều bất lợi lắm các bạn. Đó là mình nói cho bạn nghe là xe cũ nó từ đâu nó tới. Thì bắt đầu từ 2 năm the leasing fleet. Tại leasing á là họ leasing, họ mua cho mướn lại mua xe mới không à. Rồi người ta mấy người có tiền đó, người ta mướn rồi người ta 2 năm ta trả. Khi bạn thấy mấy xe mà xe chiến, xe khủng đó, Lamborghini này kia đó, Lamborghini mà tới 100.000 chiếc đó, ít ai mà bỏ ra 100.000 thôi bạn. Họ cho mướn tháng mấy ngàn đô họ chạy chơi cho biết. Được họ nhả ra, họ trả lại được cái mai mốt ra chiếc khác thì mướn nữa, rồi trả ra, nhưng mà cái tiền họ không có chôn trong đó,
họ lấy tiền mỗi tháng họ thu nhập họ để vô, còn tiền 100.000 đó thôi họ lấy họ đầu tư hay làm chuyện khác. Cái đó là, đó là lịch sử tại sao mà xe cũ là từ đâu tới. Clip sau mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nào mua xe cho đúng giá. Xin chào các bạn. Bye bye. Chúc các bạn một ngày vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. See you next time. Love you. Bye bye. We'll be right back.